Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gieo cây đàn IDB145 cho một vị khách rất là đặc biệt ở đảo Kim Cương. Cùng nhau xem thử cây đàn này có gì đặc biệt nhé. Đây, cây đàn đang được hai anh kia lên xe này mọi người. Ra mắt vào 2022, cây đàn này còn nguyên siêu chưa cắt dây, bao gồm đầy đủ phụ kiện, ghế, pedal, after và có trọng lượng gần 60kg nhé. Quen chưa, đây chính là hầm Thủ Khiêm đấy. Để đến được đảo Kim Cương thì bọn mình sẽ đi qua cái hầm này. Hôm nay đi giao đàn trời rất là đẹp luôn nha. Bây giờ thì mình đang đưa đàn từ hầm lên nhà cho khách. Vì có xe đẩy rồi nên mình chỉ cần kéo thôi. Ngắm view xịn sò nè, đây là một vị khách ở chung cư cao cấp của đảo Kim Cương. Vì còn phải lắp đàn cho khách nên mình chỉ quay được một chút đoạn bóc siêu thôi nha. Wow, các bạn hãy nhìn cận cảnh cây đàn nha. Quá là tuyệt vời luôn á. Màu của cây đàn này là màu rosewood. Ngoài ra thì mình còn hai màu nữa để cho các bạn xem sau nha. IDB145 thì có đầy đủ tất cả các tính năng cơ bản dành cho người mới bắt đầu như là record này, metronome này, Chespo và nhiều các tính năng khác nữa nhé. Vì thời lượng video có hạn nên nếu có dịp mời tất cả các bạn đến showroom của mình để trải nghiệm thực tế nha. Bây giờ hãy cùng với mình chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của cây Yamaha IDB145 này nhé. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem, để lại cảm nhận của mình dưới phần comment cho chúng mình cùng biết nhé.